Nói ra là đầu tiên thì bao tử nó hành ăn uống không được rồi đi làm viện huyện hết 10 bữa rồi về không bớt đi mà bệnh viện tỉnh cũng hết mười mấy ngày về sau này là cũng uống sữa của chú này là một lần đầu tiên thì nó cũng chưa có mấy gì khỏe rồi. Hôm thứ hai thì nó khỏe dần dần rồi hộp thứ ba là cũng đỡ đỡ rồi là tới hộp thứ tư là nó ổn định bình thường mình khỏe. Dạ. Như vậy thì trước khi muốn sửa thêm có vấn đề bao tử. Dạ, bao tử cũng mới bắt đầu thì nó hơi quặn hơi sau là em luôn không có gì hết. À, canxi có khiến là ăn ngủ cũng không ngon thì bây giờ cái cải thiện đó hả? Dạ. Dạ. Rồi sau này là uống rồi thêm hộp thứ năm là nó bình thường hết. Dạ. Khỏe mạnh không có gì hết, đi mà bình thường. Dạ. Ăn ngủ cũng bình thường. Dạ, hiện nay Hiếm đã dùng được hộp thứ năm. Dạ, hộp thứ năm. Sức khỏe của Hiếm cũng đã cải thiện rõ rệt. Dạ. Bao tử cũng không còn. Dạ, không còn. À, nên ăn uống ăn cũng ngon, ngủ cũng ngon. Dạ, đúng không? Ăn cũng ngon, ngủ ngon. Giờ hơi mất tí. Dạ, giờ là đi ruộng là thấy sức khỏe nó cũng khỏe chứ không có mệt như ngày xưa. Dạ, bình thường không có gì hết. Dạ.